các bạn ơi, thế là mình đã soạn xong mâm cơm rồi nhé. Bây giờ mình mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhá. Đây, nổ đây, vịt quay đây, đấy, canh cà. Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, lại một ngày mới nữa rồi. Mình chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Các bạn ơi, hôm nay trời ngoài trời cơn mưa lủng quanh luôn các bạn ơi. Thì mình cũng không biết mưa này làm những cái gì. Thì hôm nay mình sẽ ra vườn để chặt bắp chuối vào để làm nộm bắp chuối với tái heo các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn cùng thưởng thức bắp nộm bắp chuối tai heo cùng với vịt quay nhé. Thì vịt quay thì mình đã gửi đi quay rồi các bạn ạ. Đây, nếu các bạn nhà mình có cái cây này là cây gì? Đây này, nắm quả lắm các bạn ạ. Chi chít quả luôn. Thì mình các bạn đi ra chặt hoa chuối nha. Cảnh tròi như mình đây. Đây, hoa chuối như mình đây các bạn ơi. Đây, đấy, đây một bắp nữa. Hai bắp liền luôn đấy các bạn. Đấy, giờ mình chặt một cái bắp này thôi, ăn được một bắp các bạn. Rồi mình chặt nhá. Đấy. Wow. Mình chặt được một bắp chuối đây các bạn nhá. Các bạn ơi, đây mình chặt được bắp chuối đây, to chưa? À, mai ăn. Giờ thì mình sẽ soi cho các bạn xem cái quả mít, cây mít nhà mình này. Cây mỗi tim tim này thôi có cái quả to như thế kia các bạn. Đấy, cây này. Như bẻ bẻ vậy à. À. Đây. Wow, nhiều chưa các bạn. Mít to cây thì bé thôi các bạn ạ. Cây mỗi cây bé này. Mỗi tin tin thì cũng xài lắm các bạn. À, mít mãi trên cao. Quả mít mãi trên cao kìa, rất là nhiều luôn các bạn. Mưa này mình không có. Để đây mình quay cho các bạn ở đây xem, các bạn xem. Đây các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ có một cái tai heo này, một cái bắp chuối này, củ cà rốt, rồi mộng giá, rau, gia vị, rồi nạc, chanh, ớt, tỏi để làm cái món nộm hoa chuối với tai heo các bạn nhá. Giờ thì mình cùng các bạn vào để chế biến và thái rau chuối nha. Giờ thì mình cùng các bạn sẽ đi thái hoa chuối nhé các bạn nhé. Bây giờ cái nước thái này mình sẽ cho một chút muối vào các bạn ạ. Đây, mình cho một chút muối vào. Giờ mình cho một, mình vắt một quả chanh vào các bạn nhé. Mình để luôn cái này vào. Đấy. Mình muối cho tan muối ra. Giờ thì mình sẽ đi thái hoa chuối này các bạn nhé. Mình sẽ thái hoa chuối này vào thì mình ngâm này. Đây, bây giờ mình thái như này. Thái, lúc nào mình thái cái này thì nó cũng đều mà nó mỏng các bạn ạ. Càng mỏng càng ngon. Mình thái như thế này thì nó vào trong chậu luôn các bạn ạ. Thái mỏng mỏng như thế này thì giòn ngon các bạn ơi. Cái hoa chuối này càng mỏng thì càng ngon các bạn nhé. Đây các bạn ơi, mình cho các bạn xem này. Đây, mình thái một tí thôi mà nó mỏng như này các bạn. Đây, các bạn nó mỏng miến luôn nhé các bạn nhé. Nào.
các bạn nhìn nó mỏng như thế này mà. Đấy. Giờ thì mình cùng các bạn đi rang nạc nhé các bạn nhé. Đấy, rang nạc xong thì mình sẽ đi làm nộm nhé. Các bạn ơi, thế là mình đã soạn xong cái đám gỏi. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn gỏi nhé các bạn nhé. Đấy, thịt thì mình thái ra rồi đây. Nạc đây, xong xuôi rồi. Gỏi, các gia vị, mắm muối tương cà, đủ cả nhé các bạn. Đây, hoa chuối mình đã thái ra như này rồi. Đây, giá rồi rau. Các bạn ơi, thế giờ thì mình sẽ đi cho rau vào đây nhé các bạn nhé. Và chuối ở đây để mình muối. Các cái đồ. Giờ thì mình sẽ đi làm mắm trước để mình dưới vào cái hoa chuối này các bạn nhé. Đây là mình tỏi mình đã xay giã rồi đây, giã tay nhé các bạn nhé. Cái này thì giã tay này các bạn này. Đấy, bây giờ mình cho ớt vào đây nhé. Giờ thì mình sẽ cho đường nhé các bạn nhé. Đây, mình cho từ đây. 3 muỗng đường nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nước. Đôi nước nữa các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho từng đôi nước nhé. Mình đánh đều lên các bạn. Đây các bạn nhìn này. Sẽ cho 1 2 3 2 mình cho từng đây. Đây các bạn ơi nhìn này. Mặt mắm mà tỏi ớt nhìn rất là ngon các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ cho 2 xiên chanh nhé. Đấy. Đây thì cái nước chanh này mình sẽ dưới vào đây các bạn nhé. Dưới vào hoa chuối các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ bóp đều cái hoa chuối này lên cùng với lại cái nước chanh này các bạn ạ. Mắm quất của mình, mắm tỏi ớt của mình đây này các bạn. Ngon lắm các bạn. Giờ thì mình sẽ cho cà rốt vào các bạn ạ. Rốt mình cũng đánh đều lên đi. Dạ. Giờ mình sẽ cho cái thịt tai heo này vào các bạn nhé. Đây mình thái thịt tai heo vào này. Mình đánh đều lên rồi như này. Giờ mình sẽ dưới cái mắm ớt này đây vào nhé các bạn nhé. Để mắm tỏi ớt vào đây.
Giờ thì mình sẽ đánh đều nó đi, nó đều mắm. Đấy các bạn ạ. Đấy. Giờ thì mình sẽ cho cái dao vào các bạn ạ. Ơi thế là gia đình nhà mình mời các bạn ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nha. Đây, mời các bạn cơm nha. Cơm gì? Nay bạn làm nộm này, nộm hoa chuối, tay heo, tay lợn đấy. Thế đây là vịt quay này. Đấy, ăn cơm đi. Ăn đi. Đấy. Ừ. Đây, lấy cái này ra chấm vào đây. Ta chấm cái này. Đây đó. Ăn miếng nào gắp đây, có miếng gì đây. Đấy. Và mình ăn miếng nộm với các bạn nha. Đây, mình mời các bạn ăn miếng nộm nè. Đấy. Ngon. Nộm ngon lắm. Vừa. Là con vịt quay ngon. Đi lần đầu ấy. Trên đường Bảo Sơn nè. Thế sao tưởng đặt trước đi rồi? Trên đường Bảo Sơn đẹp hơn nhỉ? Ừ. Thì cung nữa hả? Ừ. Thì cung đẹp đỡ à? Hôm qua anh đi thử cung à? Trên đường Bảo Sơn à? À. Một con. Ăn đi. Giòn lắm các bạn ạ. Ừ. Nhiều lắm. Ở bên vại bên kia nhiều lắm. Cây đấy là người ta dòng nữa hả? À, đấy trên rừng. Đây người ta trồng đây. Trước à. Người ta có bán giống ở chợ ấy. Đây mình luôn. Sao lại mua gặp một giống? Gặp một giống. Bà trồng hoa tulip đi. Các bạn ơi, thế là mình chia sẻ các bạn là bữa cơm hôm nay mình làm nộm hoa chuối tai heo với lại thịt quay. Thì giờ gia đình của mình ăn thì chia sẻ cho các bạn. Mình xin tạm dừng video. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Xin chào.